VNPT trân trọng kính chào quý khách. Nhằm trơn khách hàng cũng như đáp ứng nhu cầu sử dụng ngày càng lớn về dữ liệu và tốc độ kết nối, từ ngày 1 tháng 6 2019, VNPT nâng gấp đôi tốc độ đường truyền Internet Fiber VNN với mức giá không đổi. Chương trình được áp dụng trên toàn quốc dành cho tất cả khách hàng hiện tại của Fiber VNN, nâng cao chất lượng trải nghiệm cho gần 50% người dùng Internet tại Việt Nam. Với tốc độ mới từ 30 đến hàng trăm megabit trên giây, người dùng sẽ luôn có đường truyền Internet mượt mà, ổn định cả khi xem video độ phân giải cao hay tải dữ liệu dung lượng lớn. Để biết thêm các chương trình ưu đãi và liên hệ tư vấn lắp đặt, quý khách hàng hãy liên hệ ngay tới tổng đài. Nam Châu dù xa thật xa vẫn luôn thấy gần, truyền hình kết nối Internet vươn xa cho bao vùng sâu vùng xa, vượt ngàn cách ngăn kết nối telephone. Rồi ngày mai nắng lên cuộc sống cho bao điều đích thực từ những website của nhân loại, nguồn tri thức thắp sáng bao niềm tin. Cho dẫu đường đời khó khăn, truyền thông nâng bước ta đi lên, và mong sao chán hòa đến với một nhà, nào chung tay ta cùng xây đắp tương lai, vượt qua không gian thông tin truyền dẫn lan đi mọi. VNPT giang tay kết nối.